Tại sao Lê Bống diễn ổn, Huỳnh Anh diễn tốt hơn nhưng mà Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh vẫn là mình cảm thấy thất vọng? Đây là một bài phân tích khá là dài nên các bạn hãy xem đến cuối video để thấy được tất cả những cái vấn đề của bộ phim này nhá. Những cái điều mà người ta quan tâm đến bộ phim này ban đầu đấy chính là diễn viên Lê Bống. Thật sự đối với mình thì diễn chưa ổn khi mà bạn ý đang hơi bị diễn quá, đặt vào một cái vai thể hiện cái hoài bão của tuổi trẻ, trong đó là ngây thơ và bồng bột, thì Lê Bống mình cảm thấy là đang hơi diễn quá. Nó không phải kiểu diễn như là không diễn hay là tự bản thân mình toát ra được cái vẻ đấy, nhưng mà nó cũng thể hiện đấy là bạn ý đang rất là nỗ lực với cái vai diễn của mình, chỉ là bạn ý chưa quen và bạn ý chưa biết cách thể hiện cho nó đúng thôi. Và chúng ta phải đặt vào trong một cái mặt bằng chung với những cái diễn viên tay ngang và với những diễn viên mà lần đầu xuất hiện trên VFC, thì đối với mình thì Lê Bống đã có một màn thể hiện ok rồi. Người đóng cặp với Lê Bống đấy là Huỳnh Anh, thì mọi người cứ hay trêu mình là trưởng anti fan club của Huỳnh Anh, nhưng mà đối với mình thì bộ phim này Huỳnh Anh ít thoại và Huỳnh Anh đang có những cái màn thể hiện khá hơn. Tuy nhiên cái điểm mà tưởng chừng như lợi thế của anh Huỳnh Anh là